Mango even.
con đủ bên cháu làm. Bao nhiêu tiền một cân nhá? Mẹ cân thì lấy lắm rồi. Thank you.
Đây còn mấy con này. Anh mua được mấy gói kia lại ít thịt để cho em với lại cho phí. Có đâu anh mua ít thịt để cho phí nhỉ? Vâng.
Vâng. Con nhận đây đấy. Vâng. Em mang cái này đi, cứ thẳng. Cuốn đi học chưa về á? Chưa. Đây này. Hôm nay cô đi học muộn, anh có ý việc, anh bảo sáng nay anh lên cùng em đi chợ nhưng mà anh bận, anh không lên được. À, không có thời gian thì thôi, em khác thì đi. Làm cho nó làm nhanh xong đi. Thôi anh ở đây được mà. Thì cho anh gọi em làm cho nó nhanh. Vâng, em bỏ đâu? Không mất cái không? Có cái bao đặc biệt gì không? Có nè. Thế em lấy cái bao về. Vâng. Em đi lấy băng á. Vâng. Cái này thì được nữa. Được chưa? Lấy cái bao về. Anh hấp cái này cho. Cho bao mấy vứt. Chúng bỏ đâu? Cháu cái này cho nhặt cho nó sạch sẽ một. Thì cho anh lấy cuốc luôn. Đấy. Lấy đi vứt ở đâu? Vứt ở kia. Vâng. Đổ đây em. Đổ đây. Nicky. Ngoan không? Nó ngoan thật đấy. Nó ngoan không? Ngoan chứ. Ây da. Đánh nhau. Dạ. Anh xuống ngay lên đây, anh có sợ không? Có đâu, anh có sợ. Sợ ai? Sợ em á? Không mà. Anh có sợ ai đâu. Anh lên đây em có làm gì đâu mà anh có làm gì cho em mà sợ. Thích nhất. Dọn cho nó sạch đi, xong nó thoải mái hơn. Sạch đi. Em lấy cuốc cho anh. Tại cái bàn canh làm em ơi. Em làm được không? Canh làm. Anh đây không? Không ạ. Sao lại cười anh? Cười anh. Ôi, cuốn đi học về à? Cuốn đi học về à? Cuốn đi học về rồi. Cháu chào chú. Vâng. Chú cũng lên đây hôm mẹ cháu làm cô. Vâng. Được chưa? Được. Cũng chào mẹ nha. Vâng. Cháu đi học về. Vâng. Nặng anh không? Không. Cuốn tí mẹ rửa tay xong mẹ mới làm cho cuốn ăn nhỉ? Nhá. À hôm nay anh ăn dưa lương à?
xong rồi. Xong rồi. Cún đi học còn ngoan không? Có. Thôi cún tránh xa xa chỗ này. Bẩn lắm. Rồi, xong rồi. Cuốn này, cuốn ở đây nhé. Tí mang bỏ kia tí mẹ rửa, mẹ cuốn rửa nhá. Học rồi không có ai chơi với Nicky. Nicky có nhớ chị không? Ngon đấy nhỉ? Ngon mà. Ngon ngon. Cũng ăn giường. Cún rửa tay chưa? Cún rửa chưa? Dưa này ngon không cún? Dưa này ngon mà. Đây ngon. Vâng. Nay cún đi học muộn, về muộn. Hôm nay cún về muộn. Ngon đấy nhỉ, cuốn cho cuốn đi ăn. Ăn, anh ăn trước đi. Cho cuốn. Cho cuốn xin chú nhá. Vậy. Ăn đi. Xíu. Ngon đấy. Dưa ngon thật đấy. Ngon thì ăn. Dưa giòn nhỉ. Giòn ăn. Giòn ngon. Mẹ ơi, dưa ngon đấy. Dưa ngon thì ăn đi. Ăn nhiều lắm. Vâng. Ngon. Ngon. Cú ăn. Đây, giòn giòn. Ăn ngon rồi, mà cái này đi cơ. Mẹ ơi, đứng đi mang kẹo về ăn nhé. Vâng. Anh đứng dưa. Đứng mang đây này. Cú ăn cái nào? Cú ăn cái này trước. Cú không ăn, ta ăn chú ăn. Cú cảm ơn chú đó. Mua nhiều bánh kẹo cho cún ăn. Cún ăn đi. Để cho mẹ bắt. Được rồi. Mẹ bắt cho cún ăn. Cún có ngon, mua cho cún. Ăn không cún? Ăn thật chú ơi. Ngon lần sau chú mình cứ mua cho cô ăn. Trồng rừng nhiều phết nhỉ? Trồng một ít thôi. Nó mọc tốt không em? Tốt mà. Nó mọc tốt. Nhiều phết nhỉ? Để ai trồng nhiều phết nhỉ? Này em làm cho
Tôi có ngủ đây không? Ngủ ba. Nó còn tôi về. Anh về anh bận cũng sắp tối rồi anh thì sẽ anh về. Chú ơi chú, dạ. Chú chơi với cún với mẹ cún một tí đi. Chú cũng muộn rồi. Anh chú... có muốn chơi với em? Có mà, qua anh bận anh thì sẽ anh về. Thế anh về nhé. Vâng, thế anh đi thì mai lại lên nhé. Vâng, chú về nhé cún này. Vâng. Vâng. Vâng, anh đi nhá. Vâng. Tới đi nó cần ăn lắm. Nhưng mà tí cho mẹ. Bác Thu ăn. 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 Vâng. Nhiều nó ăn vậy thật đấy. Bác Thu ăn đi. Bác Thu ăn đi. Bác Thu ăn nổi thật đấy mẹ. Hết rồi. Hết